Hello my friend nha Đức lại cho lên sóng em uh, lắc 4 LS460 ha Em này đăng ký lần đầu 206 Đời 206, Vin 207 Up lên full nha Lên full 2015 nha Cả nội ngoại thất Rửa đèn pha, rồi đèn trước Rồi bốn cái vỏ mới tinh Michelin Death 2020 ha Cửa thì hít gương thì chỉnh điện tự gặp vì tầm lum la nói chung là nói về option với em này thì mình cũng mệt quá cửa hít luôn chắc phải làm một clip khác để 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 báo cớp sau cũng điện ha hai bô v 8 sang chảnh tiết kiệm rất nhiều cái anh này thì ảnh đã lên full rồi để mình quay sơ để trước cho anh em Tách bi cửa còn rất đẹp Trong nội thất thì quá đẹp Ghế thì cũng chỉnh điện Gặp điện rồi cái gì Nói chung là ghế chỉnh điện 10 hướng Màn hình trung tâm Con trỏ Cửa sổ trời Rất là đẳng cấp với các em này ha Giá lanh quanh 1 tỷ Gương thì đã, đã lên luôn cái Cảnh báo điểm mù ha 4 cửa thông minh Cửa thì cửa hít nha cửa hít luôn rồi nha anh em Đó, tự để tay sâu rồi chỉnh được cái hàng ghế thứ ba thì chỉnh được cái độ lưng tự ghế nói chung là con này nó cũng khá hoàn hảo cớp điện ha lên xuống cũng cực kỳ nhẹ nhàng cái cớp mình rất là thích là nó rất là rộng tại ồn quá cho nên về mình lòng tiếng lại thôi đó, phụ tùng thì còn đầy đủ Cũng không thiếu thứ gì ha Nói chung xe vậy là hoàn hảo rồi Lên full 23, 25 mình thích ghê nó cái 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 mấy cái cửa hít nó, nó đã thiệt. Vô lăng cũng thuộc thò. Ôi, tính năng thì nó nhiều quá. Mình Chắc phải có một clip khác để mà quay full tính năng Chứ nó quá nhiều đi Nó quá nhiều tính năng Mà những chi tiết nó thật là đẹp Mấy cái bộ lăng đẹp ơi là đẹp Vô lăng cũng thuộc thò điện ha Đầy đủ Đẹp quá Auto hôn đầy đủ Nói chung là tính năng không? không thiếu, không thiếu cái gì động cơ thì cực kỳ mạnh mẽ rồi 95 000 mai thì tương đương chắc không khoảng gần 140.000 km rồi ha màn hình trung tâm loa nghe nhạc thì cực kỳ hay rồi up lên full cho nên con trỏ rồi xài ok hết ổn hết nha anh em tất cả đều full chức năng nha chỉnh tất cả Navi đồ đầy đủ hết mình đánh giá con này khá đẹp nếu mà lên mà full đồ như vậy thì giá cũng khá chát nha mấy anh em đừng có so với mấy cái con mà 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 hai lẻ mà mà để phong cũ nha anh em cái này đã lên full form rồi nha full nội ngoại thất luôn rèm cửa hầu như điều hòa ba vùng tự động không thiếu thứ gì rồi mấy con này thì option nữa thì nó full rồi phải tốn cả ngày để mà nói về các option của nó cho nên mình chỉ quay sơ cho anh em thôi ha vô lăng thì thuộc thò cớp thì vừa mở remote rồi nút rồi tự động nói chung là full chức năng đèn gạt mưa chắc chắn là ô tô rồi Rule control, auto hold, nói chung là, là đầy đủ quá đẹp anh em ạ. À. trong tầm khoảng 1 tỷ đô lại thì chắc mình nghĩ con này là cũng đẳng rồi. cửa thì cửa hết hết, quá đẹp. cái động cơ thì mình quay không có không có vô trong được trời đấy kính mít à bạn. V8 kính mít, nó hình như của em mình nhớ nó cũng ba trăm mấy mã ốc yết thì nói chung là cái khoang động cơ thì nhìn nó rất là đầy đặn và quá đẹp rồi ti ben đồ đầy đủ nói chung là cũng không thiếu cái gì keo chỉ thì cũng còn nguyên nguyên si đừng nghĩ V8 là hao nha theo thông số cái kỹ thuật thì đi rồi đứt kết thúc clip ở đây cảm ơn anh em nha